Hiện tại tôi đang có mặt tại quán Fat Phil, quán pizza trên tại địa chỉ là 104 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức. Thì quán này là có làm pizza rất là ngon. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn và cùng các bạn xem cách các nhân viên ở đây làm pizza như thế nào nhé. Các nhân viên sẽ tiến hành làm một cái bánh pizza của công đoạn. Này, công đoạn đầu tiên là công đoạn gì anh ha? Nặng bánh anh. Nặng bánh. Mình sẽ nặng nó trong bao to. Dạ, cho hết cái mặt này. Nó vừa cái khuôn đúng không? Cái này là bột của mình đã chuẩn bị sẵn rồi không? Dạ, chuẩn bị sẵn và lên men khoảng 30-45. Bột này là bột gì anh? Bột pizza là riêng, là thêm gia vị của nó riêng anh. Làm sao để cho nó đều á? Trong vòng bao lâu thì mình nặng xong một cái bánh như thế này? Khoảng tầm phút nó khoảng 30 giây khoảng được. Cái khâu này là mình gọi là mình nặng cái khung bánh hả? Dạ đúng rồi. Cái đó hình bánh là tròn tròn. Cái nước mình mới đổ vô là nước gì anh hả? Nước cà sốt cà chua nè. Đây là nước cà chua. Rồi, cái sốt này mình làm sao? Cái này là công thức riêng mình để có trưởng làm. Khi mình xoa đều lên đó thì nó có cái tác dụng gì? Cái bánh nó mềm với lại có vị của cái sốt cà chua nó ngon hơn. Cái này là cái nền bánh để mà nó tan. Tiếp đó thì nhân viên sẽ cho tôm. Rồi 3 miếng tôm, 4 miếng tôm. À 4 miếng bên. Cho mực. Cái này là cái gì anh ha? Đó là phô mai. Phô mai. Mình phải đều cho nó dính. Sau khi bỏ tôm, mực thì tiếp tục mình bỏ phô mai. Thường thì một cái bánh pizza thì mình sẽ bỏ những cái gia vị như thế nào? Thường thì một pizza mình sẽ đầu tiên là sẽ chốt cái mặt cà sốt cà chua trước, theo dựa vào cái món mà cắt cho cái dàn lên, sau đó mình cho có thể là cho cà chua hoặc là nấm lên, hoặc là sau đó mình dùng cho phô mai lên. Có nghĩa là tùy cái khẩu vị của người ăn mà người ta gọi như thế nào là mình làm như thế đúng không? Đúng rồi. Còn cái những ví dụ như là thập cẩm hết tất cả thì mình sẽ cho hết tất cả những món ăn này vào. Đúng rồi. Này sẽ nhân viên sẽ bỏ vô cái nướng. Đây là cái khâu nướng nè. Thường thì cái một cái bánh mình nướng trong vòng bao lâu em? Khoảng tầm 7 phút. 7 phút một cái bánh. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho cái bánh chín. Đây pizza là sắp chín rồi quý vị. Nó chuyển màu đang đang thổi phồng lên kìa, rất là đẹp. Nhìn mắt thường sẽ thấy qua màn hình thì không còn ấy nữa. Rồi máy vừa báo là bánh pizza chín. Nhân viên lấy bánh ra. Wow. Bánh vàng rất là đều. Độ phồng cũng là tương đối. Để trước khi mà để cho bánh nó không dính thì trước đó mình có xoa một lớp dầu đúng không? Đúng rồi.
bánh rất là đẹp. Sau đây sẽ nhân viên sẽ đem ra cho khách thưởng thức. Bánh này là của ba cô gái ngồi ngoài bàn mà chờ mà chưa. Viên đang cắt chia bánh ra. Thường thì mình chia ra mấy phần anh ơi? 8 phần rồi, 8 phần. Thường một cái bánh pizza như này thì khoảng bao nhiêu người ăn là vừa đủ? Tầm 2 người ăn là đủ rồi. Ăn no buổi tối nữa. Ngoài món pizza thì ở đây đầu bếp còn làm thêm có món ăn nhẹ như là vị xào. Trong cái một tô mì xào thì mình sẽ có những cái gì anh ạ? Giờ bình thường mọi người ăn rau củ đầy đủ á, mình sẽ có bắp non, bắp chuông, nhân, cải thề, bông cải. Còn bò này là bò, bò này là bò úc. Sau khoảng 2 phút xào thì mì đã chín. Quý vị có thể thấy là mì rất là thơm. Rau dù chín nhưng vẫn còn rất là xanh. Sự mì rời chứ không có dính với nhau như khi bắt đầu xào. Cái này mình đem về này sao mình bỏ hộp ha? Mình ăn tại chỗ cũng bỏ hộp. Bỏ hộp luôn. Một hộp mì này giá nhiêu tiền ạ? À? Dạ, hộp mì nó mà đi kèm theo rau củ đầy đủ với bò úc là 45.000 cũng rất là rẻ. Quán pizza này thì có cái giá này cũng tương đối rẻ, tùy theo sở thích của mọi người mà mình chọn những cái loại thực phẩm vào cái pizza của mình ăn. Thì giá tầm khoảng từ 55 đến 109.000. Bên cạnh đó thì quán cũng có bán bánh mì thịt nướng, bánh mì thịt bò nướng, một số loại mì Ý, mì soba, bánh phở. Bò thì ở đây là bò úc nha quý vị. Một số loại nước sốt nè. Đồ uống thì có nước ngọt, có ga và nước suối. Anh nhân viên đang làm cái bánh pizza thứ hai nha quý vị. Đây anh em Vi sẽ đem hấp cái bánh thứ hai. Bây giờ thì
Ủa cái anh nãy cái bánh hồi nãy là 7 phút, sao cái bánh này là mình thấy 8 phút anh ha? Tại vì em muốn nó giòn. À muốn giòn hơn nữa. Là mình khoảng nó tầm khoảng bao nhiêu phút là được? À là 7 đến 8 phút đúng không? À, thường thì nhiệt độ này thì nó khoảng tầm bao nhiêu độ C anh ha? Nhiệt độ trên là 300, nhiệt độ dưới là 300. À, nhiệt độ trên nhiệt độ dưới. Chính hơn cái bánh pizza 7 phút như thế nào mình cùng theo dõi, hồi hộp theo dõi nha. Đây đây nhân viên đâu đó, hồng vàng hết rồi. Nhân viên đang cắt bánh pizza thứ hai. Bánh pizza này thì tôi thấy bánh chắc hơn và độ vàng của nó thì vàng hơn so với bánh da mà khi mình nướng lúc mà 7 phút. Đó là lý do vì sao mà nhân viên đã tăng cái thời gian nướng bánh lên. Cắt rất là thẳng. Cái bánh này là đem giao cho khách nên là bỏ thẳng vào hộp luôn. Ở đây cũng có dịch vụ giao bánh tận nhà. Quý vị có thể, nếu mà bây giờ muốn đặt hàng thì có thể nhân viên cũng sẽ đem bánh tận nhà dù trời mưa hay là trời nắng. Chị không được. À chị thì có thường hay lui tới đây ăn bánh da không chị? Nhà gần đây không? Một tuần thì khoảng bao lâu thì chị ghé quán một lần? Lần một lần á. Hay không là đây nhưng mà người ta lại giao tới nhà. Ờ, à, thường thì chị gọi bánh pizza như thế nào? Thì mình chọn pizza mà có nhiều loại mà. Đâu em thích ăn cái loại 89 ngàn. Loại 89 ngàn. Rồi cảm ơn chị nha. Cho em hỏi là cái quán mình mở hoạt động từ lúc mấy giờ tới mấy giờ nha? Từ 6:30 sáng mình mở phục vụ đồ sáng và cà phê. Đóng cửa khoảng 10 rưỡi tối đóng cửa. Một nhân viên một vụ thì khoảng 4 người. Dạ. Nhân viên phục vụ. Dạ. Bếp thì khoảng 3 bạn. Phục vụ thì khoảng 1 bạn. À mình mở cái quán này lâu chưa anh à? Khoảng được 2 tháng. À tại sao mình có lại có ý tưởng là mở quán pizza ra Thủ Đức nè? Sự đây cũng mở được để có món mì xào, món pizza kết hợp với các cái cùng cách thẩm thực khác nhau, ví dụ như châu Á cũng có, châu Âu cũng có, châu Âu những món Âu ví dụ như là bánh pizza, còn món Á thì những món mình bị xào, xào kết hợp với những loại sốt, loại sốt là toàn bộ rất nguyên liệu châu Á. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn anh Duy nhiều ạ. I like me better when I'm with you.